Vụ cháy xe đi dã ngoại tại Thái Lan, nữ giáo viên trẻ vẫn ôm chặt học sinh trong giây phút sinh tử. Vụ cháy xe buýt chở học sinh đi dã ngoại xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 10. Giờ địa phương, trên đường Pha Hôn Dơ Thin, tỉnh Uthay Thani, Thái Lan để lại hậu quả thương tâm đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo của cơ quan chức năng, tổng cộng có 23 thi thể cả giáo viên và học sinh đã được tìm thấy đến nay. Trong đó có 11 nam, 7 nữ và 5 thi thể vẫn chưa thể xác định được danh tính. Trong số những nạn nhân không may tử vong, có cô giáo trẻ tên Kanak Won Sipong, giáo viên tại trường Wat Khao Phai Zer Sanh Hazam. Một nhân viên cứu hộ cho biết, khi tìm thấy thi thể của một giáo viên đã thấy cô vẫn đang ôm một đứa trẻ trong lòng. Và đó chính là cô giáo Kanak Won Sipong. Điều này đã khiến nhiều người không khỏi xúc động trước sự dũng cảm của cô giáo trẻ, người đã hy sinh đến những giây phút cuối đời để bảo vệ học sinh thân yêu của mình. Càng xót xa hơn khi trước đó, trên trang cá nhân của nữ giáo viên trẻ là hình ảnh cô cùng mẹ mình trong lễ tốt nghiệp mới diễn ra cuối tháng 9 vừa qua với hình ảnh kèm dòng chữ: 5 năm để đi hết chặng đường, trở thành niềm tự hào của mẹ. Nếu bố còn sống thì chắc chắn bố cũng sẽ tự hào về con gái mình. Mới đây, đoạn video ghi lại thời điểm chiếc xe buýt bốc cháy tại Thái Lan đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo đoạn camera an ninh ở gần hiện trường nơi xảy ra vụ việc ghi lại, có thể thấy ở thời điểm chiếc xe bốc cháy, tài xế đang ở ngoài. Sau khi cố gắng mở các cánh cửa xe cùng cửa thoát hiểm ở giữa và sau xe nhưng không được, anh ta đã cầm một bình cứu hỏa do người dân đưa tới, với mong muốn dập tắt đám cháy nhưng hoàn toàn vô vọng. Cuối cùng, tài xế đã bỏ trốn và để lại chiếc xe cùng những nạn nhân xấu số tại hiện trường thương tâm. Tài xế đã bị bắt giữ ngay sau đó. Trong đoạn video cũng có thể thấy, ở thời điểm xảy ra vụ cháy, trên đường có khá nhiều xe cộ qua lại. Thế nhưng, các xe vẫn di chuyển bình thường và chiếc xe bốc cháy không nhận được nhiều sự quan tâm từ xung quanh. Theo báo chí Thái Lan, vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 10. Giờ địa phương, trên đường Pha Hôn Dơ Thin, gần trung tâm thương mại Di Giang Sit, tỉnh Uthay Thani, Thái Lan. Trên chiếc xe gặp nạn khi ấy đang chở 38 học sinh và 6 giáo viên từ trường Wat Khao Phai Zer Sanh Hazam, huyện Lan Sách, tỉnh Uthay Thani, đi tham quan và đang trên đường di chuyển tới một ngôi chùa nổi tiếng ở Edwaser. Theo thông tin mới nhất, Trung tướng Chay Jong Pi U Phun, chỉ huy văn phòng pháp y cảnh sát, tiết lộ rằng các quan chức đã có thể đưa thi thể của người đã khuất tới viện pháp y để tiến hành xác nhận danh tính. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.